Việc nỗ lực trong hoạt động kinh doanh của Amway mang lại cho chúng ta rất là nhiều giá trị. Ngoài tự do, hy vọng còn giá trị gia đình và tưởng thưởng. Niềm vui và giá trị tưởng thưởng không dừng ở đó mà sẽ được nhân đôi khi chính chúng ta chia sẻ cùng với gia đình của mình nơi đất nước cội nguồn mà mình sinh ra. Bạn có bao giờ cùng với gia đình tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của đất nước Việt Nam tại phố cổ được khắc họa thông qua một chương trình biểu diễn hiện đại chưa? Con cái là thế hệ kế thừa của tất cả chúng ta trong hoạt động kinh doanh này. Thế liệu con cái đã có cơ hội để hiểu về những giá trị của Amway và hiểu những nỗ lực, những hy sinh của chúng ta trong hoạt động kinh doanh này? Rõ ràng, những chuyến đi tưởng thưởng của Amway là cơ hội rất tốt để con cái có thể gần gũi với chúng ta, trải nghiệm cùng với Amway và thấm nhuần những giá trị tốt đẹp của Amway.